Nước rửa bát thảo dược đầu tiên tại Việt Nam đánh bay mọi vết bẩn. Sau khi chơi Tết, cây quất của chúng ta nó còn rất nhiều quả. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về cách làm nước rửa bát từ trái quất. Chúng ta sẽ thu hoạch 500g đến 1 cân quả quất. Kết quả là thu được một rổ gần 2 kg quả quất. Bước 1, chúng ta sử dụng dao cắt đôi quả quất ra. Sau đó là chúng ta sẽ vắt. Chúng ta vắt quả quất với mục đích để cho nó ra hết cái hạt và chúng ta bỏ cái hạt đi. Chúng ta sẽ lấy nước và vỏ quất. Chúng ta lọc lấy cái nước quất. Kết quả là thu được một bát nước quất và một bát vỏ quất. Bước tiếp theo là chúng ta đổ nước quất và vỏ quất vào, chúng ta đun lên. Các bạn cho thêm một chút muối hạt vào nữa. Sau đó là chúng ta nổi lửa lên, chúng ta đun. Mục đích của đun sôi cái nồi quất này lên để cho nó mềm cái vỏ quất ra. Khi chúng ta cho vào máy xay sinh tố, chúng ta xay nó dễ dàng hơn. Sau khi nấu cho nồi nước quất và vỏ quất sôi lên một chút thì chúng ta thêm vào một bát nước lạnh này nữa. Mục đích là cho nó nguội đi. Sau khi đun sôi cho nó mềm cái vỏ quất ra rồi thì chúng ta cho vào máy xay sinh tố. Nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta đậy nắp lại và chúng ta xay thôi. Chúng ta cho thêm một chút giấm vào trong cái hỗn hợp này. Sau đó chúng ta đun sôi lên. Thông thường cái nồi hỗn hợp quả quất này nó sẽ có rất nhiều sơ, do đó chúng ta sẽ lọc làm hai cấp độ lọc. Đó là chúng ta sẽ lọc lần thứ nhất là chúng ta lọc bằng lọc thô, đó là sử dụng một cái giá hoặc cái rổ nó sẽ thưa. Chúng ta sẽ cho vào chúng ta lọc thô một lượt. Chúng ta sẽ lọc lại một lần nữa qua cái thiết bị lọc này. Sau một thời gian rất ngắn, nhà máy sản xuất nước rửa bát Thảo Dược đã sản xuất được một lọ nước rửa bát khoảng hơn 1 lít. Đó là những sản phẩm thân thiện với môi trường, an toàn cho bát đũa. Quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.